Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán, các căn hộ dịch vụ của các chủ đầu tư gửi bán. Tất cả các dự án của bên em đều đã có đầy đủ sổ đỏ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ và bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì hôm nay em Ánh xin giới thiệu với mọi người một cái siêu phẩm thuộc cái vị trí Hà Trì 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, hay được gọi là trung tâm của quận Hà Đông mọi người nhá. Với cái thông số nhà là 38m² trên sổ đỏ, được thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Ngõ trước nhà là 2m2, cách đường ô tô đi lại là 200m, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Và đặc biệt, cái căn nhà diện tích lớn như thế này giá chào bán chỉ từ 2 tỷ 550 triệu đồng thôi mọi người ơi. Bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ đỏ cho mọi người nhé. Hiện tại em đang đứng trước cái vị trí của cái căn nhà đó đây. Cái mặt tiền của ngôi nhà nó rơi khoảng tầm 12-13m. Đây chính là cái phần cửa chính của ngôi nhà đây. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm Việt Pháp. Mời mọi người hướng vào phía phòng khách của ngôi nhà cùng em nhé. Đấy, như mọi người quan sát thì cái căn nhà này gần như là đã hoàn thiện xong xuôi hết về phần đèn led, trần thạch cao, thiết bị vệ sinh, sơn, gạch. Với cái căn nhà này thì chỉ việc xách vali về và ở thôi mọi người nhé. Đây chính là cái phía gian phòng khách của ngôi nhà rất là rộng. Với cái 38m² được xây dựng ở phía tầng 1 và phía tầng 2 đua ra khoảng tầm 30 phân nữa thì rất là rộng ở trên phía trên tầng 2 mọi người nhé. Tí em sẽ mời mọi người lên phía tầng 2. Còn đây chính là phía phòng khách của cái ngôi nhà này. Đây, rộng vô cùng mọi người ạ. Được lát gạch lại còn là gạch màu trắng nữa, cho nên là rất là rộng. Đấy. Và ở đây là có một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Đây mọi người có thể quan sát trần thạch cao, được trang trí rất là tinh tế, màu sắc rất là nhã nhặn. Và đặc biệt cái căn phòng này, ở cái căn nhà này thì là được thiết kế riêng biệt phòng khách riêng và phòng bếp riêng, được ngăn cách bởi cầu thang giữa rất là rộng và vách gỗ CNC rất là đẹp mọi người nhé. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía căn phòng bếp của ngôi nhà đây mọi người ạ. Tủ bếp được làm bằng gỗ sồi, chất liệu nhá mọi người nhá, chất liệu được làm bằng gỗ sồi, rất là chắc chắn, đầy đủ mọi công năng, đầy đủ về vòi chậu cũng như là chậu rửa bát, chất liệu inox 304. Và mọi người đây, mọi người có thể quan sát cái tủ bếp này, rất là đẹp phải không ạ. Mặt bếp được ốp đá đen mọi người nhá, rất là sạch. Và phía ở trong căn bếp cũng vậy, căn bếp là có cửa sổ hướng ra cái phía bên ngoài này, phía ngoài ngõ này, rất rộng mọi người nhé. Tầng 1 của cái căn nhà này thì có một nhà vệ sinh, có một nhà vệ sinh mọi người ạ. Đây, xin mời mọi người quan sát nhà vệ sinh giúp em. Được thiết kế đầy đủ bồn cầu, lavabo, gương. Và được cái nhà vệ sinh này là được ốp đá 30-60 lên tên trên tận ở trên này mọi người nhé. Tận cái trên cái gầm cầu thang này luôn này. Sau đây xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em nhé. Xem tầng 2 được thiết kế như thế nào nhé. Đây chính là phía tay vịn cầu thang mọi người ạ. Tay vịn cầu thang toàn bộ được làm bằng gỗ lim. Mặt bậc là ốp đá granite loại 1, màu đen rất là đẹp. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của cái ngôi nhà này cùng em. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Phòng ngủ tầng 2 đây, xin mời mọi người. Rất là rộng. Cái căn phòng ngủ tầng này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 14-15m² nha mọi người nhé. Em Ánh chị ướm chừng thôi nên nếu như mà có anh chị nào mà xem hoặc là đến xem mà thấy nó hơi bị nhầm lẫn 1-2m thì đừng trách em nhé. Đó. Ở đây là cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài.
Trên tầng 2 này là có một nhà vệ sinh mọi người ạ. Nhà vệ sinh của tầng 2 được thiết kế đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, vòi xịt, đầy đủ công năng cho một cái tầng sử dụng. Và ở cái căn nhà này được thiết kế đặc biệt, nó có một cái hành lang giữa, ngăn cách giữa nhà vệ sinh và giữa hai phòng ngủ. Cái hành lang này khá là rộng, nó chiều dài, chiều rộng của nó khoảng tầm 1,5 mét đấy mọi người ạ. Đây mọi người này, đâu đâu cũng thấy cửa sổ, đâu đâu cũng thấy rất là thoáng. Với cái căn nhà này thì cực kỳ khoáng. Đây chính là phía phòng ngủ, căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ này thì sẽ nhỏ hơn so với cái căn phòng bên kia một chút. Thì là nhà nào có hộ gia đình mà có các bé nhỏ hoặc là các bạn nào muốn ngủ riêng thì phòng này cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Cái diện tích của cái căn phòng ngủ này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 9 đến 10 mét vuông thôi mọi người nhé. Chỉ tầm tầm đó thôi ạ. Đây và đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng đều được làm bằng chất liệu gỗ lim, rất là chắc chắn, rất là nặng mọi người ạ. Tiếp theo em xin mời mọi người lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Cái phía tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2 cả nhà nhé. Được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đó, 38 m² rất là rộng. Giá bán thì rất là rẻ, chỉ 2.550.000.000 thôi. Cái vị trí này đi học, đi làm rất là thuận lợi. Kể cả có đi làm ở trên quận Thanh Xuân thì cũng rất là hợp lý mọi người ạ. Nó là trung tâm của quận rồi. Đó, nhà vệ sinh tầng 3 đây mọi người ạ. Tương tự như tầng 2, được thay thế sen cây bằng sen thường, được ốp gạch 40, lát gạch 40, 40, sàn gạch bông rất là đẹp. Đây chính là phòng ngủ thứ tư của cái căn nhà này mọi người nhé. Đó, mời mọi người, em Ánh xin mời mọi người hướng lên cái tầng 4 của ngôi nhà cùng em nhé. Tầng 4 của cái ngôi nhà này được thiết kế rất là hợp lý, gồm một phòng thờ, một khu để máy giặt và một sân phơi. Xin mời mọi người hướng vào phía phòng thờ của ngôi nhà cùng em. Đây, đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà, vô cùng rộng. Đều, tất cả các phòng đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đó, đây chính là cái phần để máy giặt, khu vực để máy giặt mọi người nhé. Đó, thoát sàn, hệ thống thoát sàn đây. Khu vực máy giặt này cũng đều được lát gạch 40-60, rất là sạch sẽ. Cái hệ thống giếng trời đây mọi người có thể quan sát giúp em để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang cho toàn bộ 4 tầng của căn nhà, rất là sáng. Mời mọi người hướng ra phía phòng thờ, phòng sân phơi của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía sân phơi của ngôi nhà đây. Mọi người có thể quan sát xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng, rất là đông đúc dân cư. Và từ cái vị trí nhà này mà ra tới trường trung học phổ thông Lê Lợi của quận Hà Đông thì nó sẽ chỉ rơi vào cái tầm khoảng tầm 300 m thôi mọi người ạ. Rất là gần, rất là tiện. Thì về cái căn nhà thì em đã giới thiệu gần như chi tiết và đầy đủ gửi tới mọi người rồi. Cái diện tích là 38 m², giá chào bán 2.55 tỷ. Hướng nhà là hướng Đông Bắc và vị trí là thuộc Hà Trì 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Em Ánh, mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em nhé. Và nhớ ấn chuông để có thể là những người đầu tiên xem được những video tiếp theo của em về bất động sản. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.